Nam mô Hương Ứng Giang Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hương Ứng Giang Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hương Ứng Giang Bồ Tát Ma Ha Tát. Xa loạn thanh xa ni hồi cúng trên gương thế có người nho sĩ văn túng tài lão nghĩ là tên nhờ ân thung nguyên trẻ thơ nhờ ân thung nguyên xôi kinh nông sử thằng truyền đi việc mình thành mộng đi ta mi cung thỉnh mời nghề thành mộng để ta ngâm xích lần lòng nữ ơi mộng ngữ miền thoại cung giới định chân nhang phân khởi xuống thiên thượng để tự tiền thành nhiệt tại kim lô bóng quanh các nhân huân tích nhật và du miền hạ tiếng tai trương nam mô hương cung giang bồ tát ma tát nam mô hương cung giang bồ tát ma tát nam mô hương cung giang bồ tát ma ha tát sa loan thanh ta hồi cung thăng nghi có lệnh truyền ra thánh ông về ngài có lệnh truyền ra quân quan thủy bộ cùng là chư linh bộ binh đáo hạ tam thành tiên cảnh bầu trời đền bồng lai tiên cảnh bầu trời gió nam thoáng thoảng hương bay ngát ngào trên thiên tạo dòng bay năm vạch dưới việt nam địa thế chúng linh đội mệnh thiên đình khấn sai đội mệnh thiên đình thay quyền thượng đế giáng sinh phù trần vào năm kỷ mão trung tuần kỷ mão trung tuần vào năm kỷ mão trung tuần mùng 10 tháng chạp giờ dần định sinh thấy trong quốc sử Nam Minh
nghi. Có lệnh truyền ra thánh ông về ngài, có lệnh truyền ra quân quan thủy bộ, cùng là chữ dinh phố binh đám tạc nam thành. Thượng lai văn sướng dâng lên, thánh ông tâu đồ môn chép biên tỏ tường phi cho hai chữ trường sinh. Quang dòng nhan thập cờ diệu thánh ông chứng mã văn hạ tích tầm cung giàn kim phụng hòa thân thần thánh chúa tiên trung vương. Mở mang nam hải thánh đệ nghệ tam mê ngài dòng dõi tìm chi nghệ thánh giá hồi cùng nghệ hải đường nghệ tông thân tiên vương cố đệ nhất đi nghệ đất hạc hương nghệ là đất đi trầm oanh nghệ thánh giá hồi cùng nghệ tên gọi đại hoàng tống vương của đôi cô tên gọi đại hoàng cô thông minh chính trực đi đảm đang nghĩ trong ngoài người thánh giá
hồi cùng nghe đất thánh tích nghi anh hùng xuân thế cửa nhà trần tiên cô bé đầu thai đáng mặt anh tài bẩm sinh đáng mặt anh tài nghề văn thao võ lược nghi toàn tài để kiếm cùng nghề thánh giá hồi cùng nghề không đâu ngừng mong ban tiên cùng nghi thỉnh mời cầu nghi của đông nghề sang đồng nghề thánh giá hồi cùng nghề dâng văn nghề tam vị chúa tiên nghề thỉnh mời tiên chúa trên tây thiên nghề sang đồng nghề thánh giá hồi cùng nghề nguyệt hồ dâng văn tiên chúa nguyệt hồ bắc giang nghiên thế nghề là người thần tiên quê nhà danh làm có tin đi chúa nguyện đền lẫy lừng trời nam ngọc nghìn lăng ngân xanh nghe tốt bốn mùa bên kia đi miêu cầu mừng bên này lầu phú nên trước cửa đền có hồ bán nguyệt sau lưng đền đền ta mọc nghề lô xô khép nên ai khéo tạc đi dừng xin ao cá ôi cảnh trời đi bỏ thang năm gầy trúc soi chúa rực phía sau bòi lá trầu xanh nghinh bồn qua cao ngô ý nghĩ tiền đài hộp chắp minh sư màu xanh lam chúng ngồi đó trầm tư đi nhớ lại nghề nhớ khi xưa thái tổ chiêu lê có một người
con gái hồn quê quê ý. Bách điều sớm chiều càng vang, tay khơi bề bạc
nghi rừng vàng, đem cho trăm họ vô vàng nghi đời đời, đem cho trăm họ đời đời được sâu tài chư mình ban ra, có lộc tài chư mình ban ra, bốn phương tu hội về ngôi đền này, ban cho tiền ô lụa tây, bổng lộc cho lắm về đền đây cho nhiều, bà ban cho được dài nhật vàng kiều. Cho đồng thì được tài nhận phát kiếm lập tài cho nhiều hơn năm ngoài năm xưa. Thanh đồng còn đi lễ bái phụng thờ, 30 mùng 1 14 hôm rằm 14. Trên ngàn núi xa chú nguyện về giáng lâm, có tiền chú xuống nơi trần gian, địa linh nhân tình mang ấm no cho mọi nhà, anh tâm thành chú sẽ ban cho được ấm no, cho buồn cho bạn khắp nơi đi trần gian. Trần gian ai biết nguyện hồ ba tôi lý. Trăm nghìn năm soi tấm gương mà không bằng một phút soi nhờ bóng yên, về đồng khai sáng cho đồng đi ngả. Có phen cùng có phen chính ngược sơn trang, bài sai thập nhị tiên nàng tới nơi, chuồng ba tiếng một hồi trông phục, bộ sơn thần châu phục có đôi bên, bạch nghi hoa chữ vị bạc tiền, hoa lan hoa phúc nghi, hoa sen hoa hồng nghi. Hoa lan hoa cúc hoa sen hoa hồng, hoa thiên linh ngập ngừng e lệ, đó mật đào hoa quê hoa ban, trăm nề hoa trăm sắc vẻ vàng đi đi ngả. Danh thơm vang tới kinh đô, mực có bà chưa bói ý, nguyệt hồ rất hay xem như cửa nhà, giang mang sự năm nay ý ngà. Bói ra căn minh cao vật hạt chứ bói ra người, buôn bán hành nghi thông chứ bói ra ai có của để dành nghề.
nói ra ai có của để dành. Chúa bói ra ai được công nghi danh huy hoàng, bói ra ai pháp quan đi pháp tước, bói ra ai nghèo trước giàu sau, Chúa bói ra ai phải theo sầu. Bói ra ai phải theo sâu, Chúa bói ra ai được phúc nghi lâu dầu bền mẹ. Bói ra ai tình duyên đi lần lần, bói ra ai nghiệp mỏng phúc dày, trời đông cho chi trời tây ý ngà. Về đông điểm vẫn tu trang, quạt ninh trầm phe phẩy, thực là thần tiên giáng đồng, tốt tươi nghi mọi vẻ chứ thành tân ý ngà. Mọi vẻ thanh tân, bạn chỉ sống sông cạn, chỉ trần trần an, dù ai vấp phải tiền duyên ý ý à, dù ai vấp phải tiền duyên thành ra ngát đi hồi cùng đi. Cao mãi quê nhà đệ tam lâm thao, cao mãi ý quê nhà anh linh chắc giang im, một toàn bụi cao thánh giá hồi cùng nghỉ. Vầng nhật nguyệt đêm ngày soi tỏ, cảnh thác bờ rực rỡ càn khôn nghỉ. Thánh giá hồi cùng nghỉ, năm miêu rõ vang nghỉ năm phương, năm miêu nghỉ rõ vang nghỉ muôn phương bản cảnh nghỉ chúa mà năm phương. Nay có ba chúa quận thần tiên, có bằng chúa mưa quân để thần tiên giáng sinh hạ giới về miền cấm gia. Gia viên là đất là làng, Hải An là quận rõ ràng sử xanh, bà giáng sinh nghi vào họ vũ đầu ngành. Thank you.
và nắng sinh nghi vào họ cũng đầu ngành phong ngưng tư nhất mực dáng hình tiên nga bàn giữa lúc canh ba giờ tí hiện ra người mỹ nữ thần tiên non dầu áo trắng hài nghề cư mường chúa đi dạo gót năm phương thị thành gọi phu xe trả tiền cho bằng giấy ai biết chúa bà tay nghi lầy miệng kêu lạy chúa thương những kẻ cơ hàn tinh dâng nhang miệng điểm từ bi tam tòa thành mẫu chứng tâm đi cho đông bài sai đông trường lục nghi cũ nàng ân nàng ái nên vốn song sơn sang chè để bằng nước cơm làm trà vàng chuông về nay chuông về trường mã sơn trang nay chuông về trường mã sơn trang kim ngân tài đối bạc vàng kính rừng cơm làm gạo lốc cơm được ốc của tôm cá giò né đủ mùi sóng đang ai thấp thoáng bên lầu sóng đang tin chúng đang buông hầu mộng vương nhạc trông lên đằng chưa vương dịu dàng để khoan thai soi lên ngàn thì vượt đèo cao vực thầm nề tay mũ môi đi hai quả đào thiên đêm trăng thanh biến điện chữ đi về hoa thơm cỏ ngọt dâng lên cửa chúa bà hò ca vang trước cộng đồng nghiêm trang ứng nghi ngà lộc nghi tài chưa mới mở kho nay lộc tài chưa mới mở kho tài lộc cho đồng vẻ vang làm quan trần cho thăng quan tiến chức nghi kẻ tư trường thì vạn bước bán buôn thường ai tiếp lộc bà ban tài gần mang đến lộc xa lấy mang về thương ai tài lộc chúa ban
chú mình mở kho tài lộc cho người chân phát. Nay lộc tài chưa mới ban và bốn phương hội họp để đa tháng mày. Lộc chú ban lộc gần mang đến lộc xa đi mang về, thường ngày tiếp lộc mở kho ai để lộc về cho người trần gian. Vì bánh điều sớm chiều càng vang, tay khơi bề bạc đi rừng vàng, đem cho trong họ giàu sang đời đời, đem cho trong họ đời đời được sâu xa. Lộc tài chú mình ban ra bốn phương tụ hội để đáp lễ tháng này, ban cho tiền uống lụa dày bồng lộc cho lắm mày đến đây cho nhiều, ban cho đồng được dài nhất xa kiều, ban cho thanh đồng đi được dài nhất xa. Ban cho đồng được tài nhật sang yêu, lộc tài cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa, thành đồng còn đi lê bái phường thờ. 30 mùng 1, 14 đi hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 14 sai tin nàng thiền nữ rất ngoan thành ra
ám nghi hồi cung đi. Phục mạc đến đình nghi nhật bóng tôn quan, phục mạc nghi đến đình nghi tôn quan đệ nhất chóc tà trừ đình nghi thánh giá hồi cung đi. Sơn lịch sơn tiêu tòa sơn trang sơn lịch sơn tiêu quyền hành quan giám sát đi ngôi thượng mà đi có sắc tăng nghi phong tính đi. Các quan nông lớn về truyền văn, các quan tả cơ nghiêu đổi lượng ban đáo ban lệnh truyền văn võ hai hàng nghề thiên binh vạn mã hằng hà kéo ra lệnh truyền nhất đổi và cơ thượng lai văn sớm dâng lên chỉ quan giám sát ngài chép biên tỏ đường đi cho hai chữ trường sinh chữ vô chữ quý khang ninh họ trường phi cho giúp mạnh đôi đường đi. Thượng lai văn sướng dâng lên chỉ quan giám sát ngài chép biên tỏ đường đi cho hai chữ trường sinh khai quang song nhan thập cờ diệu có lớn về chứng mã văn hạ tích tăng cung giang y phục hoàng vân thuận thánh chúa tiên trung vương
lớn ra tiếp má hầu. Liêu quý nên bạn có tiên nên đồng chí nên một nên phép bao phép thắng cảnh đua ta tài có tình nhân một đầu văn linh bài trăm nên trường quán tam tấn đình thần ca tụng nên chén rượu quỳ quan chủ quan anh bên lầu gió mát trăng thanh đàn nề ca sao thổi vào quanh bàn đền chữ sắc phong nghi chữ sắc phong tôn quan đề nghị nhìn đấng anh tài quốc gì vô song vẻ vang mắt phượng dâu rồng dòng nghi tuấn tú uy phong mà khác thường chân xuân lâm hùng cường uy vũ lệnh sắc rồng cai ngự nam thiên phục tòng vâng mệnh cửu thiên thành sơn bích động mọi miền hòa cai chốn điện đài nghề chốn điện đài uy nghiêm lồng lộng phép thần thông chỉ dùng ai đương ngự trên hắc hồ uy cường đi mây về gió mà bốn phương ông đổ người Phật như lai pháp kinh tam tạng đi hiện công tu ni sáng sáng như gương ba ngàn thiên tướng tự nương trầm luân bể khổ tìm đường mà lánh xa mượn báo diệt nề mượn báo diệt cũng là thuyền bát nhã vượt sông mê trên bờ bắc từ nơi non tiên cảnh vật bầu trời tây phương thế giới mà đón người tiến tu đạo bồ đề công phu đi tu tập đề bát nhã ba la mật chữ tâm kinh xa bay như bóng theo hình nhân quả báo ứng thực tình mà khó xa ban nè ban hiệu vì quần công giám sát nghi quyền quản cai phố các đồi ngang thánh giá hồi cùng nghi trịnh giang biên doanh ngân lai láng nghi đôi vầng hồng chiếu sáng nghi nam minh thoái quốc độc đình con vua thoái quốc nghi độc đình nghi đệ tam thái tử giáng sinh nghi đền rồng thần tư
chất tinh long nhàn tinh chiến nhang tướng tề thoại phủ dương gian các tòa thiên đình thoại phủ diêm la tướng tề cho tới nghinh vua cha độc đình vốn dòng là chú thủy tinh nghề thượng lai văn sướng dâng lên chính quan tam phủ ngài chép biên tỏ tường phi cho hai chữ trường sinh hai chữ trường sinh ngài phình cho hai chữ trường sinh chữ phú chữ quý khang ninh thọ trường phi cho dục mạnh đối cường trăm tay yên có vương miệng đọc thần chữ bình thường lầu lầu chữ tăng sát quỷ chữ tinh thiên la thần địa la thần thiên la thần địa la thần nhân ni lạc lạc ni nhân nhất thiết tai ương hóa vi trần ác rô lạc thế xa bà ha thiên linh quyết linh nguyện bảo trường sinh thái hình chính thất phù hộ tâm hình cấp cấp như luật linh sát quỷ trừ tà xa uy sát quỷ trừ tà ngự lên đông thời kiếm dày sinh nhân tài kiếm đông thời có bình an khai quang phong nhan thập cờ diệu lớn đi chứng mã văn ngã thích tăng cung vàng kinh phục hoàng thân thần thánh chúa tiên trung vương
nhang dâng một chuyện đi tông thỉnh vượng quan tông thỉnh vượng quan thần đệ tử nay dâng tiến văn đàn trình nghề trình sự tích à, để tâm mê hoàng thái tử đi. Rực đỏ hồng sông pha nghi trăm trận nề vạn nề như không ra tay cứu nước trừ cơn nguy biến ninh tiếng đê ngàn đề năm với nghi non sông gương thần ba thước tài ngang nghi dọc chín giây trời nghỉ năm lấp bề mang thiên nan nổi dòng sông xích bích minh hồ quân trèo du lịch bốn năm phương có phen quần thương sông thương trở về tỉnh bắc quê hương sông lục đầu dọc ngang tuần lành là nơi ông đi về trải sang khê lên ngàn quan xuống biển đi lành sang từ đi lành sang từ quý địa tòa danh lam đền thờ quan tam tiếng kiều ngang vàng nề long môn hộ phục thành bàn nề cỏ vinh hoa hoa tức thì ra lâu đài điện các ni dâng được về thoại quốc một nghi truyền quân đi lấy ngọc lưu ly cồn cồn dâng nước phép thì có ai ban qua đại giang sông thao đi sông cả nghi trở ra về dòng ngã ba tranh nghi vui sướng ca đàn hát đi tập tành thì ngân phím vịnh này đàn tranh chơi bời
tiếc vui về nơi thoại phùng mương. Dòng cân đai kỳ bao vào quý tông, dăm mi ba đồng tử đi theo mô hồ vào tông vương phụ và châu bồ vương. Về Nghệ An thương hạ đại giang, thuyền dòng chèo quê của Ân Lan, khi chơi bạch hạc lúc chơi tam cờ. Dạo thần hương tàn biên tam đào, ôm chuyện chư quân đình đi đào tiên phòng đêm thanh giá. Hồi cùng đêm tiếng bàn loan tỉnh mời qua lớn đệ tử, nghi nghi vốn con trời cao mở thiên cùng đêm thánh giá. Hồi cùng đêm lấm liệt tung hoành quý gia, lấm liệt đi tung hoành nghề, chư ta sát tùy qua lớn tuần tranh nghề tương tài. Tước đi đi phong đi hầu phù, truy tặng đi đi đại vương bảng vàng thánh thọ phù vương mượn. Hiếu chung đi tiết nghĩa đôi đường đi mèn đô ngồi đi đi. Quan đi quê nhà mình đền đinh vang, chính quan quê nhà dành làm đi cổ tích, tên quan lớn tuần kỳ để ngôi cao ngọt đinh. Chiến thiên đội và cơ quan quân binh giờ ngài loạn giang anh linh trước là bảo hộ gia đình, sau là tư trong hết tả tình phen này quy ra trần thì biết tay nghề. Thượng lai văn sướng dâng lên chính quan để đúng ngài chép biên tỏ được phi cho hai chữ trường sinh, chữ phung chữ quý nghi khang ninh thọ trường phi cho dũng mạnh đôi đường.
như yến sò cầu quan lớn cho ngò như yến sò cầu kim ngân dây sừng tống trình của quan xin quan tô đôi chép đi liền khai quang dòng nhan thập cờ rượu lớn vì chứng mã văn ngã thích tòng cung và kim phục hòa hơn thạch chuông tiên trung vương
dùng vật đổi sao nghĩ rời, mà dòng sông tranh kia còn đó ơn quan lớn tuần mười đời đời còn loa đồng đi hỏi nước sông tranh rằng Thành Long đào kim ngô nước chỉ anh hùng là ai, sông tranh lên tiếng đi trả lời rằng đào thiên quan đề nền ngũ sáng nghi mời chi phủ ninh 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 nhưng nào ngờ có ngờ đâu khi đất trời thay ngân đôi người anh nghi hùng cố mang nặng xiềng gông. Ngày 25 tháng 5, ngày 25 tháng 5 bắt đầy trốn sơn cung thì kiệt quan lớn quan vì tuyết nguyệt bởi lòng ai ân. Tuyết lạnh xương ta có tuyết lạnh xương ta vì đời bồi in bạc sự ngày gian đào trắng thay đi đẹp. Áo bào đã nhuộm tràm xanh nghi tâm thân đành nhẹ mình được vinh nghĩ lẽ thường. Ôi đường thiên lý quan sơn bờ bờ hỏi trăm và hỏi trăm và thấu tỏ cho trăm hỏi trăm hỏi gió hỏi cho người hỏi rằng nguyệt lão khéo chính người bởi vì kìa kìa có cây ơi sao mưa dầm nắng dài vẫn tốt tươi mà hạ lại phong ba có cây có thông hiểu lòng ta sơn cùng tùy kiệt sương xa chỉ lạnh còn hơn sông nhục mi nước con sông kỳ cục nước con sông kỳ cục chứ tắm ngọt côn sơn kỳ cục heo hạt trắng non sông kỳ trong đục mà nước tuôn đôi dòng vì cô quạnh nghi tìm nhà hiếu phúc mi thử lòng người trong lúc lánh thân
rằm tháng hai vừa tiết trung tuần, thử lòng đông lão chỉ một bề thần bao tay. Giấc mộng tình mới thấy ngay sự lạ nghi, đôi lòng xa đôi lòng xa tựa cửa đôi bên, lòng xa kỳ gì thao hiền, từ khi xuất hiện vui thêm cửa nhà. Kìa là ba tháng sau kê nga tần diệt ninh, thường rắn ninh hiền ninh, thường đôi rắn hiền không biết lo sao. Khó khăn ông nghi cũng tinh minh liều, hai ông bà trường lão chứ sớm chiều mà đông tây. Nay bỗng một chiều tai bay hòa gió nghi, hai ông bà mắc nghi tội cửa công, chỉ lệnh nghiêm xâm xét đùng đùng, tội ông gà đuôi rắn không nghĩ dung cho tội này. Lệ nuốt lệ mà đằng cay xiết nhẹ đi, thương rắn đi hiền đi, thương đôi rắn hiền như thể thương con. Xin không đầu ta trước công môn, nguyện đem đôi rắn thả ngay giữa dòng đi. Cơn phong vũ ầm ầm đội tây nghi, sóng tuôn trào nghi, nay sóng tuôn trào cuồn cuộn mênh nghi ma. Nỗi hoan triển đất đông trời, dâng nghi văn sự tích mà nội hoan quan tuần. Một nguyện giáng phúc trừ tai đồng gia tín chủ, ai ai cũng hình được. Hai nguyện cho buôn bán trăm đường, tiền tài lưu loát bạc vàng để ta. Nguyện thứ ba cho canh hầu đắc lệ, phù đệ tử tôi nay phú quý sang giàu. Chứ bốn nguyện thì được mạnh khỏe sống lâu, nhờ ơn quan lớn cho phúc lâu giàu bền đi. Năm nguyện cuộc thái dân an, can qua bình tĩnh dân an cho thái bình nghề. Sáu nguyện quan giác bản đền, phụ trì đệ tử được giàu bền chứ vinh hoa. Đặng hạ xa bao nhiêu hạt ách tống ta hải ngoài, tám nguyện thì hòa khư phúc ngay, đồng ta hưng thịnh lộc tài cho hân hoan. Chín nguyện ninh chín nguyện quan sáng lưu ân, phụ trì đệ tử được mười phân vẹn mười, mà độ cho tới nguyện thứ mười, con cháu cháu nối đời được vinh hoa.
cho tôi lại chờ ba đi cưới tướng bạch hồ một nền trầu thương ý nghĩa thi nghiệt thánh ta hồi cùng đi ba đại động đình phò đức vua cha ba đại hình đền đồng bằng đào tiên quan điều thất đi hoài linh nghĩ đẹp khác thường thánh ta hồi cùng đi con vua thứ hai nghi ông triệu là con vua thứ hai đời lê thái tổ quyền cai trong triều ngự thánh ta hồi cùng đi vui vẻ đền rồng sớm khuya nga chùa ba đệ nhất định vui vẻ đền rồng nghề ngày chơi phù tia lầu hồng vào pha thánh ta hồi cùng đi Nam Thiên Đế thích truyền phong sinh ra nên công chúa đổi xong lê sang còn dừng mặt tiến thánh chi à. Tiếng mà gió rừng sao sạt cành thâu dính kêu đồi núi vắng tanh con đường mòn xuôi về hang động nề chỗ giáng sinh nơi đất tổ đông cuồng chìm đông cuồng dựng nghỉ miếu xây đề sang bên gành nghi lễ tiết châu phù hồng kính nghinh để gành nghinh tai bên đi sông đi man đi hồ để đua tài kính nghinh và công chúa đổi dòng lê ta con rừng văn tiên thành chi an đông cuống đi đền vượt quan giang ngân đạt trừng ngân đây ngàn cánh như khuya quyền lặn sao mô ta đinh nghi
nghỉ khuya nguyện lần sau ta chiếc nghìn thoi bán nguyệt ý nghĩ 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 ngang khoan khoan treo vào gập gành quan thấp lâu cao ý nghĩ à ý nghĩ à quan thấp lâu mù cao chiều ta núi đỏ nghi ngang chiều vào màn xanh ở chi ngàn châu ba đệ nhị tôi linh ý à ý à quyền hành đùi non xanh thơm đã to nên tiếng đồn nề mặt dầm ba cửa bề mưa tuôn đầu gầy và mắt phượng lòng nên lạnh quạt đi trầm phe phẩy thực là thần tiên giang trần tốt tươi nghinh mọi vẻ thành tân đường thời loan ra về đền chung được ý nghĩ ngà bài sai đông chiều lùng tuông nàng ấp nàng ai nấy vốn phong sơn sang tinh thì hay bằng chúng bằng vàng bằng tre bằng nước cha bằng châu ba về đồng chứng mạng sơn trang châu ba về đồng chứng mạng sơn trang kim ngân tài núi bạc vàng kinh dâng cơm lam gạo lốc thơm lừng ốc cua lên tôm cang giò nem đồ mùi măng chua khế thái hoa hồi sông đăng ai kìa là sông đăng ai đất đất toán bên lầu sông đăng châu đề nhị đang uống hầu màu vương nhác trông lên tựa phát thân tiên sông đăng châu buồn xin vàn quán thay thắt rắt đường đài đọt ngắn đọt dài thắt rắt đường đài bên ngắn đã bị dài xoay cho quốc vững dân cường xoay trong Nam Việt bốn phương thái hòa sông đăng thần thấp thoáng gần xa đường và đường lục đạo trầm lân đi mọi
loài soi đường lục đạo, mọi loài trầm luân. Người Sơn Trang hôm nay ra ngang bờ, sáng yêu kiều xin quá làng mà xin người xin đi canh là cùng định tình, người xin canh lung linh bàn đê. Đệ tử con, đệ tử con có đồng thầy là đồng sang bóng quý, thì mời chùa bà lại dáng đền chung. Ngày hôm nay con có bấm dầu trì trình lên tam bảo chữ bốn phương độ trì. Dầu trì thầy kinh dâng lên trước trình Phật thánh, sau trình vua cha dầu trì lễ quốc nghi mẫu trên tòa hộ đồng quan lớn trình tòa sơn trang dầu trì lễ đồ cho muôn nhà được bổn ốc sai hoa, trong khi xanh phách cầm ca sai ngôn tất kính xin châu bà ta ân đồ hộ cho đệ tử trường xuân đình đi đi à. Cho lắm về đền đấy cho nhiều châu bà ban cho mà được giải nhận sang nhiều. Ban cho đồng, ban cho đồng được giải nhận sang kim lộc tài cho nhiều hơn năm mai năm xưa. Thánh đồng còn đi lễ bái phục thừa 30 mùng 1 14 hôm rằm 30 mùng 1 hôm nay là ngày 12. Châu về bách điều sớm chiều nghi cá vàng, tay cưỡi bề bạc nghi rừng vàng đẹp, cho trăm họ giàu sang đi đời đời, đem cho trăm họ đời đời giàu sang. Trên màn núi xa để nhìn châu vàng lâm, có tiên châu xuống nơi trần gian, địa linh nhân thế mang ấm no cho mọi nhà. Anh tâm thành châu phép bác an, ban cho được ấm no cho buồn cho bạn khắp nơi đi trần gian. Trần gian ai biết để nhìn châu tối linh. Thành sông hôm nay về bề sở, chốn tùng lâm thì quê ở thiên thai, có phèn chơi cạnh đường lai. Khi ra núi tuyết lúc là vào hang mây, khi ra núi tuyết là vào trong hang mây.
Hiền hình mà biên tướng, tướng với nàng thì ngày tháng dòng chơi đi. Tùy cao bóng mát nghỉ, tôi gặp người khách lạ là thời chữ nhân duyên. Tình người khách lạ là thời nhân duyên. Mà má phấn môi son hải xanh, bà vào gót lên non ý ngà ngà ngà. Mai danh thúng phục cầm kinh, khi nghi vui là chốn những tình tàng ái. Xuân đồng đăng lấy áo cà, khi lại về Thanh Hóa Nghệ An có phèn chơi cảnh đội ngang ý ngà ngà ngà. Ông Hoàng Mười Nghệ trấn thủ Nghệ An, về huyện Thiên Bản Ninh làm quan Ninh Phủ Tây. Thank you.
đức thuần nhân nhiều dựng đèn. Hoàng về ngày hôm nay, ban tình hoàng về thần hồn nhạc khó nói đăng nhạc phục thọ chân kinh có chữ tam bồ đề. Dòng nhan khai quang thập cờ diệu hoàng vi chứng mãn văn đạo thích tăng cung giang kim phục hoàng thân thuật lãnh chúa thiên trung vương. Hoàng mười đi thất bộ nghi để bài ngờ thương lính đổ nghi so kim cổ anh nghi nghi tài. Bút pháp nghi tinh anh nghi nghi tự nhập ý nghi thần hoa khai quả kết vạn dài xuân. Tay tiên ông mười đỉnh bút an thiên hạ trăm họ ông nghi ca hương nghi thái bình mà trông lên tỷ nghi giáp nó thần. Thấy ông hoàng thập ông đang ao du trên ngàn nề tung dung nên đứng tựa thạch kỳ bàn tai nghe tiếng hát tiếng đàn mà thông reo. Nhìn lên đỉnh đùi chân bèo dưới sông cuốn khúc mà nước reo quanh nghỉ sườn nề xa xa thoáng thoảng mùi nhang không bằng một khóm xả hương hồ gần nề. Xem hoa nghích lại cho gần ngắm hoa rồi lại ẩn ẩn bước xa mắt nhìn thăm thẳm phương xa kia đôi chim em nó đã chưa tung bay
đền mà tươi đẹp chỉ lắm thay, nhìn xem cảnh ấy lòng hoa đầy người yêu. Hải đường đua nở trăm chiều, đón ông hoàng thập ngà la tài tử khách văn nhân. Nào là tài tử khách văn nhân, bước vô sóng động chiếc tay nâng bức bảy bảy kỳ. Tiểu đồng con đã ra mời, mời ông đi ngự tọa, ông ngồi bình yên thơ. Chim chích ba đầu cành em nghi tre, thập chín từ dưới nhất ni đè nhất đè chữ tâm tính tình tay tiền chuột chén rượu mờ mờ. Nay nhất tuần sơ dâng lên bề ngọc, các con nâng mời là mời rước ông hoàng mười rơi, ôn đi rồi rước ông hoàng mười rơi. Quỳnh tiên chuốc nghi chén rượu mời, nhị tuần hạ đứng lên bệ ngọc, cá o mấy nâng mời cũng là mời rước ông hoàng mười rơi. Áo rơi rước ông hoàng mười rơi, tay rót miệng mời tam bôi dâng lên đi bệ ngọc, các o nâng mời là nghi mời rước ông hoàng mười rơi. Ô nghi rồi, ô nghi rồi rước ông hoàng mười rơi. À chứ đất có mẹ, quê hương có thọ, chứ có miếng trầu cau đậu để kính dâng. Chứ để kính dâng ông hoàng miền mười, chỉ rủ nhau ở khắp gần xa, ai mà muốn ăn trầu cau đậu thì phải vô đền, thì phải vô đền ông hoàng nghi. Thank you.
mà trời bỗng xanh bằng trời cao lòng. Trên đường bỗng xanh bằng dòng nước để dòng nghi 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 mà nơi mô vỏ biển trăng ngừng ngàn mà bằng nơi thành nghi nổ có ba đền ông hoàng nghi vì thương
uy hoàng nên ông mười tang lâm đàn tràng. Đàn tràng hôm nay đen để hoa kín nên đón hoàng ngự vui. Rượu nồng ngất ngây trong men say với lãng trầu cành. Khói nhang ngược trường cung đàn hòa theo câu hát. Chắp tay con nguyện cầu chúc ghế hoa bóng đẹp đồng xa. Ngành tiếng chuông thiên ngân con thấy bóng quang hoàng. Ông loan vang nơi cung vàng mặc áo hoàng dệt gấm thêm hoa. Tay tiên Việt công thông thần cầm quạt mà bước chân hoàng ngẩng ra. Đến ngày này bên lầu các nàng tiên nữ thướt tha yêu kiều. Đàn dâng lên khúc nam thơ dòng tân linh đô oanh vàng để lòng vàng diệt bao nguồn ân. Khi xa chốn nhân gian rồi mà lòng còn liền lưu đầy. Điểm này định vui quá đi thôi đón quan hoàng lại về buồn nơi. Đền thiên thì cảnh đẹp hoa tươi mây trời mà mừng trôi đón quan hoàng ngài ngự minh vàng trên thượng thiên vẽ áng minh vàng cười nghĩ con xích điều rước hoàng về chân tổ nghề nghề an bình thành ta hồi cùng đi hầu cận mẫu vương nga lúc cô chín sinh thời nghề cô hầu cận mẫu vương dọn hàng đi quan mắt đi âm dương đêm đi ở núi sông đi đi luyện khúc năm quân cầm đàn luyện khúc năm mi cung gọi hồn để non nước mi dùng lòng đi dùng lòng thế nhân đi tính đi mình đi đi phóng nguyệt đi hoa xuân đi 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 vào đi ba phố đi rước đi ba đi 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 bắc thành đi 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 làm lễ dâng nhang cô chín về đồng cô làm lễ dâng nhang
Tây Dương Nhang miền điện minh mười phương độ trì. Tây Dương Nhang miền điện tư bình nghi. Cung cấm quảng hàn hàng nga, cung cấm quảng hàn bông xài cổ xương. Dương gian cung ngược đồng học nữ xưa, phá ngự thoại cung đi. Ngược trốn tiên cung vốn nguyên xưa gỗ, từ trốn tiên cung hài hoa hoan học cô trầu trong giao đại chức tuổi chương mười tám đôi hài. Quà non đôi hài dâng cô, quà non đôi hài dâng gương dâng lượng. Vòng tay quạt hà trả lễ cô, non đỏ hài cơm tử. Bộ nàng hoa lệnh cô truyền thời bách bộ nàng hoa, nghe lời mông nhủ cô bước ra điện tiền Phật thành chứng giám đàn duyên. Hoa lan hoa cúc hoa hồng hoa bài trăm hoa khoe sắc đua tài. Non đỏ hai cườm trả lễ cô, nay non đỏ hai cườm mang về tu mông lính công danh cho đồng trả lễ cô. Non đỏ hai xanh tăng nghi tài mạng dâng lên cô, về tài mạng dâng lên nguyện xin cô chín chép biên cho đồng trả lễ cô. Non đỏ cơm đi. Nón đỏ hài cơm xin trả lễ cô mô, nón đi đỏ hài cơm mang về tô mông lấy danh đi cho đồng đi nghe nghe à. Ba mươi sáu nan xương đôi quạt hầu, ba mươi sáu nan xương cô cần tới quả cô là hề thường thanh nghi đồng nghề a. Gió lộc đi sơn hà tin cô tôi quạt cho nghi a a. Gió lộc sơn hà quạt cho nam nữ trẻ già được bình a. Cây héo nảy trôi cô quạt cho, cây héo nảy trôi cho trăng sáng tỏ xua tan mây mở hề. Đẹp lạ đẹp lùng người ở đông ra sao mà xinh, đẹp lạ lùng rõ ràng cô chín đền phòng của bước in ta hề. Có sắc có tài chứ mẫu ban cô, có sắc cô có tài mẫu ban cô đôi quạt để cô đề bài chứ thơ tự nhiên. Tỉa lá vin cành chứ đôi tay tiên, tỉa lá vin cành hai tài hai lộc cô hai dành cho đồng nghề. Hoa lan hoa huệ hoa hồng nghề, hoa lan hoa huệ hoa hồng còn bông hoa cúc biết lọt vào tay ai nghề. Cười bằng vàng trong đền thờ cô có khung nghi cười bằng vàng thanh nhàn cô chín dệt gấm cô thiếu đô hoa. Xe chỉ luôn xa tiếng cô về đầu cô xe chỉ luôn xa chỉ theo anh tuyết kim xa đấy anh vàng.
dệt gấm theo hoa, cô về đồng cô dệt thì gấm theo hoa. Cô theo con lòng, con ly con quy con phượng, buồn con sông trầu sinh đi thật mới là sinh đi. Theo chú tiểu phu, theo chú tiểu phu đi đốt củi trong rừng, theo đàn cá bạc cá vàng trầu lên đền. Dệt tấm vóc tổng tiên cố về đồng cố dệt tấm vóc rồng dâng minh ban công đồng cố tiên đức vua cha mình. Ơi an nghỉ này thác thải theo bóng vô cùng dệt tấm vóc rồng tiên đức vua cha. Cô mấy ban già chiếc lộc tài, cô mấy ban già bổng lộc cho lắm về về đây cho nhiều mình đi. Dài nhất sang kiêu cô về đồng ban cho dài nhất sang kiêu bổng lộc cho nhiều hơn năm mai năm mấy đi xưa đi. Ơi an nghỉ đã bước tới đông chứ đôi chân cô thời đã bước tới đông bắc cầu nhân để cô gieo mầm vinh đi hoa mà. Người đàng hoài cho chín đàng trong, cái người đàng hoài cho chín đàng trong, ai mà biết đến cô chín sòng cô giúp đi cho hoa. Xẻ bóng cho đồng này sang khăn sang khăn, xẻ bóng cho đồng này cho đồng lịch sử và được lộc tài bình đi hoa. Theo phượng theo loan khăn đi này cô theo phượng theo loan, sang cho đệ tử được bình an tháng này. Thương ngày cô sang bóng sang hình, thương ai cô sang bóng sang hình, hiếu chúng trọn vẹn tam tòng chỉ bẻ bài hình. Thành ra hồi cũng